Xin kính chào toàn thể các bác. Hôm nay lần đầu tiên trong năm 2023 em review cục đẩy công suất. Trước mặt các bác đây là một cục đẩy công suất 3 kênh, có mã là SA3680. 3 kênh, 600W trên 2 kênh và 800W trên 1 kênh. Chuyên dùng cho các bác chơi trong home KTV, kiểu là chơi phòng hát karaoke gia đình chuyên nghiệp. Đánh 2 loa lời và 1 loa trầm. Công suất ước tính trên tải 8 ohm là 600W trên 2 kênh và 800W trên 1 kênh trên 8 ohm, và 4 ohm là khoảng tầm 1000W trên 8 ohm và 1200W trên 4 ohm các bác nhá. Rồi, bây giờ không tinh tinh liên thuyền nữa, em sẽ unbox cái chiếc cục công suất này ra, mời các bác cùng xem. Đấy, các bác xem bóc được cái chiếc công suất này ra cũng khá là cực nhỉ. Em sẽ quay lại gần các bác xem nhá. Tên thương hiệu thì rất nổi tiếng của bạn, Sansui SA3680, 3 kênh, 2 kênh đánh full và 1 kênh chuyên đánh sấp, rất là khỏe. Nguyên đai nguyên kiện, nguyên đai nguyên kiện, rất là nặng các bác nhá, cực kỳ luôn. Đây là cái phần mặt sau của sản phẩm. Đây là mặt sau của sản phẩm, có kênh A, kênh B, giắc cắm speaker câu, kênh C, kênh 1, kênh 2, kênh 3, giắc ra loa theo kiểu là vặn xoáy, đấu cố định hoặc là inside, card cố định. Rồi, không linh tinh liên thuyên nữa, bây giờ em sẽ mở ruột cho các bác cùng xem nhé. Đây là một cái sản phẩm rất chất lượng, bên em phải lựa chọn rất là kỹ, sau đó mới ký đơn với công ty này để cung cấp cho các bác những sản phẩm chất lượng tốt nhất. Và cái dòng này nó có một cái điểm cực kỳ hay, các bác nhìn thấy chưa? Sensitivity 0.775V này, 1V này, 1.4 này, cell này hoặc Valane này. Đấy. Và kênh C thì nó có luôn cả công tắc cắt xúc. Được chưa? Rất tiện luôn. Rất tiện luôn. Gan in này. Đấy. Rất hay. Đấy. Một cái cục đẩy mà phải nói đây là một cái sản phẩm rất là chất lượng. Rồi, thì bây giờ em sẽ unbox, bóc ruột ra để các bác cùng xem nhé. Đây là cái nội thất bên trong này các bác nhé. Đấy. Rất chất. Rất là chất, đúng không ạ? Các bác nhìn trông nó hèo hoạt này thôi, nhưng mà đừng có khinh thường. Nó rất là ghê gớm. Một con đẩy này các bác có thể đánh được loa 40, một đôi 40 cộng một chiếc xúc 50. Còn các bác nào bảo là em nói điêu, nói phét, các bác cứ nãy thử đánh không được trong vòng một tuần,
gửi hàng lại bên em giá lại các bác tiền. Được chưa? Cho các bác trải nghiệm trong vòng một tuần nếu như đánh không được. Còn hiện tại như cái mẫu này thì trước khi về cái hàng nguyên đai nguyên kiện này em đã lấy thử một chiếc, còn là đã lấy một cái gọi là hàng demo thôi, mặt của nó khác, form phía của nó khác. Và em đánh thử với công suất một con này là đánh một đô bát 40, cô 100, không phải dòng này mà là cái dòng này. Đánh rất là căng, rất là uy lực. Và riêng cái dòng này lại có một cái điểm cực kỳ hay mà các bác sẽ rất là thích. Và với các bác nào mà cũng không thích lắm thì đây là cái sự gọi là thích vừa vừa. Đó là cái chế độ auto cắt súp. Auto cắt súp ở kênh C, kênh số 3. Nó có luôn cắt súp 150Hz và tắt. Nó có chế độ gạt tín hiệu đầu vào, độ nhạy tín hiệu đầu vào 0.775, 1V và 1.4. Ở hai kênh AB, hai kênh AB tức là kênh 1, kênh 2 thì cũng có luôn cả Cell, Panandever và Pride và gạt chế độ tín hiệu đầu vào. Các bác sử dụng con này nếu như chơi trong gia đình gần như không bao giờ khai thác hết được cái khả năng của chiếc công suất này, em nói trước nhá. Còn về đếm sò nó không nhiều nhưng nó chất. Chất là như thế nào, các bác nhìn cái dòng điện áp nó ghi trên đây này. Được chưa? Input 0V 220 50 60Hz. Output cấp nguồn tín hiệu cho mạch free input, tức là tiền khuếch đại tín hiệu và xử lý khuếch đại tín hiệu linh tinh là 17017. Nuôi quạt là 0V 15V. Công suất để đánh cho loa full ram tức là kênh A, kênh B hoặc kênh 1, kênh 2 70V, 35V, 0V, 35V, 70V nhân 2. Đấy. Đây nó sẽ ghi là dây màu đỏ, dây màu trắng, dây đen, trắng, đỏ. Còn đường cấp công suất để cho đánh riêng của này đánh súp 96V, 48V, 0V, 48V và 96V. Tương đương với đỏ, đỏ là red này, blue là xanh này, black là đen này, là đây, bó này. Được chưa? Còn bó bên này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Rất là ghê gớm luôn. Nhân 2 đi nhá. Nhân 2 đồng hoàng luôn. Và cái máy này thì bên em cũng tự tin bảo hành luôn cho các bác trong vòng 18 tháng kể từ ngày các bác mua hàng, hoặc là 24 tháng kể từ ngày sản xuất. Đảm bảo luôn các bác. Rất ghê gớm. Đây, mạch của nó là sử dụng rất nhiều. Rất nhiều đây nhá. 1 con, 2 con, 3 con và đây nữa 4 con diode. 4 con diode cầu. Riêng cái vế bên này, tụ nguồn diode này đã cấp nguồn cho hai kênh công suất kênh A, kênh B. Và kênh C, tức là kênh số 3 này là ăn nguyên hai con diode và 4 con tụ này. Sẽ đánh nguyên cho dàn sò cái này. Bây giờ em sẽ đếm sò. Công suất thì nó phải qua điện trở, sau đó nó mới lấy ra cái cầu, xong rồi dẫn đến ra loa. Còn con này là tiền khuếch đại tín hiệu. Mình gọi nôm na thế để các bác dễ hình dung. Đấy. Có bác thì gọi đây con thúc, có bác gọi đây con này đệm. Đấy, nhiều. Mỗi người một kiểu. Thì bây giờ em nói luôn là con này là nó sẽ có nhiệm vụ là khuếch đại lên, xong bắt đầu nó mới dẫn đến vào các cái con chính này. Được chưa? Đấy, những con nào công suất chính thì nó sẽ tính theo trở công suất. Đừng có đếm trở để tính ra sò. Đây là trở, không phải là sò. Trở, còn đây là sò. Đấy. Còn đây là linh kiện bổ sung, ví dụ ổn áp hay là trên nguồn phét phía ghế để hạ dòng, hạ tải tín hiệu, hạ tải điện áp xuống để cấp nguồn ổn định cho linh kiện bên trong nó điều khiển. Đấy nhá. 1, 2, 3, 4, 5, dưới 5 con nữa là 10. Được chưa? Về cái máy này thì lại có thể nâng cấp được nữa. Em nói trước. Và công suất đây, ở kênh A hay là kênh 1 nhá, chúng ta sẽ tính là 1, 2, 3, 4, dự 4 con nữa là 8. 8 con, được chưa? 8 con. Đây nữa, bên này cũng 8 con nữa. Chứ đừng có đếm cái con này. Con này nó chỉ có nhiệm vụ là khuếch đại tín hiệu sản xuất cho các cái con này thôi. Đấy, không tính con này được. Con này không được tính. Thế là 8 con trên một vế. Nếu như đóng đủ linh kiện nữa thì nó sẽ vào là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 con trên một kênh. Và linh kiện ở đây nữa cũng cắm được nhiều hơn nữa.
tức là full option, thì nó sẽ đầy đủ linh kiện hơn, làm cho cái mạch nó tối ưu hóa và biến áp nguồn nó phải to hơn nữa, tụ nguồn phải to và lớn hơn nữa thì mới khai thác được hết khả năng trình diễn của chiếc công suất này. Thì đây là máy luôn nhé. Con này các bác chơi gia đình thừa sức đánh các loại loa 30, 40, thậm chí 50 xúc hoặc full ram, thừa sức các bác chơi được. Còn nếu như các bác đã mua hàng và trải nghiệm trong vòng một tuần không ưng ý với sản phẩm vì bất cứ một lý do nào đó, trả lại hàng trừ 800.000, em nói trước, được chưa? Tức là nếu như có lỗi của nhà máy, có lỗi của người bán hay là lỗi của linh kiện bên trong máy, bảo hành hoặc đổi mới nguyên con, nguyên kiện. Còn nếu như vì bất cứ một lý do nào các bác không ưng ý với sản phẩm này, nếu như gần đây thì các bác mang qua cửa hàng em giá lại tiền và trừ 500. Còn nếu như các bác ở xa trừ 800, tính cả tiền ship vậy, được chưa? Bên em bán hàng nói thẳng luôn. Và cái mức giá hiện tại của chiếc công suất này là, nó là vào hơn 5 triệu. Cụ thể bao nhiêu liên hệ trực tiếp với em sẽ báo giá chi tiết cho các bạn. Còn cụ thể là gần 5 triệu rưỡi, được chưa? Gần 5 triệu rưỡi. Cái con công suất này em cam kết các bác là đánh được tất cả các loại loa các bác chơi trong gia đình. Cứ từ ví dụ súp từ 18 inch đổ về, còn full ram là từ 15 inch đổ về, thế thôi. Ví dụ súp là bát 50 trở về. Đấy, bởi vì các bác chưa có súp 60 nha. Còn nếu mà các bác đánh full thì từ 40 trở về. Đấy, full 150 thì gần như không có rồi, được chưa? Thì phù hợp với tất cả các dòng loa hiện tại em đang có trưng bày đây. Ví dụ cái loa này Hewell, công suất của hãng họ ghi đây là 750W, công suất khởi chạy liên tục trong vòng 10.000 giờ, công suất 1.400W trong vòng 8 giờ và công suất đỉnh điểm 3.200W, 3.300W, không phải 3.300W trong vòng 3 giây, được chưa? Hãng nó thông báo luôn. Thì với công suất con này 600W trên 8 ohm là đánh được cái loa này, đánh được cái loa này. Với công suất yêu cầu cái loa này là đánh 750W trong vòng 10.000 giờ, các bác bảo đánh trong vòng 30 phút hay 1-2 tiếng với công suất 200W, 500W hay là 1.000W, đấy là chuyện bình thường, đúng không ạ? Bây giờ cái loa này các bác tin không? Em lấy một cái công suất máy của Nhật đi, ví dụ nó công suất thực tế nó có được vào 60W trên 8 ohm và 4 ohm được 100 đến 120W vẫn đánh cái loa này nhảy tít mù luôn. Đấy là công suất đây để đánh được, nó không cần nhiều, nó chỉ cần kêu được thôi. Còn nếu mà đánh căng thì nó phải yêu cầu một cái máy công suất nó thật sự là rất là khỏe. Đấy, còn ví dụ như cái dòng này, con này công suất khởi chạy là 800W, nó ghi đây. Đấy, công suất chương trình là 1.600W, công suất đỉnh điểm là 3.200W. Đấy, được chưa? Là con đẩy này cũng có thể đánh được. Con đẩy này nếu các bác chơi gia đình đánh đa số các loại súp, súp hơi từ 50 trở về, từ 22 côn trăm, từ 28 côn trăm 25, từ 28 côn trăm 25 thì có thể đánh được, nhưng nó không được căng lắm thôi. Còn chơi thì vẫn chơi được, hát ok, vẫn hát thoải mái. Rồi một ngày đẹp trời nào đó thì em bê cái cục này ra ngoài trời, demo cho các bác là đánh cấu hình 2.1, được chưa? Hai đây là hai loa full ram và một đây là một cái siêu trọng. Một con này có thể xử lý được. Còn các bác nào kêu là con này yếu, không ưng ý thì đấy là việc của các bác. Còn bên em đã từng dùng và trải nghiệm rồi thì nói luôn các bác là con này khỏe và giá rất là hợp lý. Một cái máy mới mà bên hãng họ tự tin bảo là kể từ khi khách hàng mua hàng 18 tháng lỗi 1 đổi 1 hoặc bảo hành miễn phí. Nếu như cái mã này không còn nữa thì là bảo hành, còn cái mã này vẫn còn nữa thì đổi nguyên con luôn. Lỗi thì đổi nguyên con, còn không lỗi thì các bác phải chịu cái chi phí vận chuyển, được chưa ạ? Ok, video đến đây là kết thúc. Giới thiệu thì cũng giới thiệu rồi, còn các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp nhá. Em sẽ test ở MacWing, tức là đánh công suất chương trình liên tục, công suất chương trình đạt gần clip hoặc clip đánh ngoài trời vào một ngày đẹp trời nào đó. Còn mấy hôm nay Hưng Yên một ngày mưa gió thì em lại sẽ gặp các bác trong tình trạng là không có gió, không có mưa cơ. Chứ bây giờ mưa gió này cứ bê ra thì không ổn lắm, nói nhanh không ổn lắm, được chưa? Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong những video clip lần sau.